Bí quyết sử dụng PowerPoint thiết kế hiệu ứng lồng ghép ảnh vô cùng nghệ thuật giống như trên poster của bài hát mới nhất từ Sơn Tùng MTP. Đầu tiên, mình sẽ dùng công cụ vẽ tự do để tạo hình khối bao quanh áo Sơn Tùng. Sau đó, mình dùng công cụ Night Photo để lồng ảnh vào trong hình khối. Bước kế tiếp, mình vào Effect, mở Soft Edge cho Option, rồi chỉnh hiệu ứng lên mức tối đa. Bước cuối cùng, mình mở Night Color, tăng độ trong suốt để giúp hai ảnh hòa lẫn được với nhau. Đến với lớp học thiết kế sắp tới của Night Slide, bạn sẽ được khám phá toàn bộ các bí quyết sáng tạo diệu kỳ nhất trên PowerPoint kết hợp với giáo trình phát triển animation chuyển động. Không chỉ dừng lại ở slide thuyết trình, chúng ta còn có thể tự tay thiết kế video cùng các ấn phẩm truyền thông với vẻ đẹp ấn tượng đột phá để từ đó mở ra thêm nhiều cánh cửa cơ hội cho sự nghiệp.